Nếu không thể bao dung, so đo tính toán, thì sẽ rất khó thực hiện. Tâm Bồ Đề của quý vị không thể phát được. Người xưa thường nói, lòng rộng thì phúc nhiều, quý vị quả nhỏ mọn thì phúc không thể nhiều. Đại trí, đại huệ, đại phúc, đại đức, tất cả những thứ này vốn có sẵn trong tự tánh. Bây giờ trở thành như thế này đây, không thể không tỉnh ngộ. Mê ngộ đều do một niệm. Niệm này là buông bỏ hay không thể buông bỏ? Không buông bỏ là mê, buông bỏ là ngộ. Giác ngộ thì trí huệ hiện tiền, đức năng hiện tiền, phước báo hiện tiền, đấy gọi là tự tại. Hầu như những người học Phật đều hiểu rõ, tập khí nghiệp chướng của mình nặng nề, rất muốn tiêu trừ nghiệp chướng. Nhưng nguyên nhân tại sao nghiệp chướng không thể tiêu trừ? Vì mỗi niệm đều nhớ đến nghiệp chướng của mình, nhờ tập khí của mình. Vì thì tập khí nghiệp chướng của bản thân họ chỉ tăng thêm chứ không thể tiêu trừ. Khi nào mới tiêu trừ? Lúc nào mình không nhớ nghĩ nữa, quên những thứ đó đi. Mỗi niệm đều nghĩ đến Phật A-di-đà, chỉ nghĩ đến Phật A-di-đà thì tiêu được tội nặng trong 80 ức kiếp sinh tử. Không còn nghĩ đến nghiệp chướng nữa thì nghiệp chướng tự tiêu trừ. Đạo lý là ở chỗ này. Đến lúc cấp bách, đang gặp tai nạn, đang mang bệnh tật, luống cuống lật đật, quên cả vọng niệm, danh hiệu Phật cũng không nhớ, lúc đó sẽ như thế nào? Mỗi niệm đều làm tăng thêm nghiệp chướng. Nên biết rằng mỗi niệm đều tăng thêm. Nói cách khác, mỗi niệm đều đến gần với ác báo. Vì sao vậy? Trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiền nói rất rõ, không có quả phúc, tất cả đều do mình tự chuốc lấy. Trong kinh Đức Phật dạy, đến lúc đó thì quên sạch. Cả đời học Phật đến lúc đó không lợi ích gì, chỉ có phiền não nổi lên. Đến lúc đó còn oán hận trời đất, thậm chí oán hận cả Phật Bồ Tát. Tội nghiệp càng nặng thêm. Tội chướng lúc đó biến thành nghiệp địa ngục vô gian.
Những người đệ tử của Phật do không thấu hiểu kinh điển, hộ trì Phật pháp nhưng lại kể công, sao lại gặp nhiều tai nạn thế này? Hay Phật Bồ Tát không linh, Phật Bồ Tát không phù hộ mình? Đây là do không thông hiểu nên không lý giải được giáo pháp. Trong kinh điển xác thực chư Phật Bồ Tát có thể cứu độ tất cả chúng sanh, lìa khổ được vui. Nhưng chúng sanh đã hiểu sai những lời dạy trong kinh điển. Tự mình đem tai nạn đến cho mình, mà lại oán trách trời đất, làm sao như thế được? Phật có dạy quý vị làm thế đâu. Ngài dạy chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng, hóa giải tai nạn, dạy chúng ta buông bỏ, dạy chúng ta bố thí. Bố thí là buông bỏ, bố thí là xả. Xả điều gì? Xả bỏ tai nạn. Xả bỏ sinh tử, xả bỏ bệnh tật, xả bỏ lục đạo luân hồi, xả bỏ mười pháp giới, thì quý vị sẽ thành Phật. Mỗi niệm quý vị không buông bỏ được thì phiền não càng lớn. Thật sự luân hồi là thứ rất đáng sợ. Nếu quý vị thấu hiểu được luân hồi thì quý vị biết luân hồi là một chiếc bánh tròn. Cuộc đời mỗi con người, bất luận có mối quan hệ tốt như thế nào, thì chuyển kiếp cũng không còn nhớ nữa. Có thể đều điên đảo. Ông bà tổ tiên nhiều đời có thể trở lại làm con cháu của chúng ta. Đó là trường hợp rất thường gặp. Thậm chí tạo nghiệp ác, họ còn đọa lạc làm súc sinh, làm vật nuôi trong nhà quý vị. Mắt phàm chúng ta không thể nhận biết được. Vì thị oan oan tương bao trong sáu đường không lúc nào ngưng, đời đời kiếp kiếp phải gánh chịu. Làm thế nào vượt ra được? Làm sao thoát ra được? Trong rất nhiều pháp môn thì pháp môn tịnh độ là thù thắng. Tuyệt vời nhất là một câu danh hiệu có thể giải quyết tất cả những vấn đề này. Tại sao chúng ta không niệm? Tại sao chúng ta niệm lục đạo luân hồi? Nói cho quý vị rõ, tất cả các tạp niệm đều là luân hồi trong sáu đường. Có thể gọi không thể tìm thấy chánh niệm trong thế gian này. Chánh niệm trở thành hữu danh vô thực.
Xã hội hiện nay niệm danh hiệu Phật A-di-đà là chánh niệm. Ngoài niệm này ra không có một chánh niệm thứ hai. Ngày xưa còn, chứ bây giờ không có nữa. Quý vị hãy để ý xem xét, thể nghiệm. Khi không niệm Phật, tâm ta sẽ nghĩ đến thứ gì, nhớ cái gì? Quý vị cố gắng suy nghĩ thật kỹ, những thứ quý vị nghĩ nhớ tương ứng với thứ nào? Đã hiểu được chưa? Mỗi niệm đều là luân hồi, mỗi niệm đều nghĩ đến những ân oán trong sáu đường, quả báo đắp đổi. Quý vị chỉ nghĩ được chừng đó. Sức mạnh này rất hùng dũng, vì thời gian nghĩ đến những thứ này của quý vị khá nhiều, mà thời gian niệm Phật không được bao nhiêu. Danh hiệu Phật không định nổi nghiệp lực. Đây là điều chứng minh tại sao công phu của chúng ta không đắc lực. Đến cuối đời quan niệm tổ ngã bệnh, sáu tháng trước khi mất, mỗi ngày ông niệm 14 dạng danh hiệu Phật, nỗ lực niệm Phật, buông bỏ tất cả. Trong thời gian nửa năm đó, ông đã giảng sanh. Một người có đức độ, có tâm tu hành như thế, đến cuối đời vẫn nỗ lực không ngừng. Mới được giảng sanh. Huống gì những người phàm phu bình thường. Ông là một tấm gương cho tất cả những người bình thường như chúng ta. Có thể nói khoảng thời gian 6 tháng cuối đời, 180 ngày, đã đủ để buông bỏ tất cả, một lòng chuyên niệm, thì chắc chắn sẽ được giảng sanh. Tấm gương đó đã chứng minh cho chúng ta. Vì thế một niệm tâm thanh tịnh nhất định được nuôi lớn trong hàng ngày. Cần phải nuôi dưỡng, buông bỏ, buông bỏ tất cả. Tôi cũng đã nói nhiều lần, cảnh tỉnh những người cùng tu. Tiền tài mang trên người là của chúng ta, không mang theo người thì không phải là của chúng ta. Đừng nên mang theo trong lòng. Áo quần mang trên người là của chúng ta, không mang trên người là không phải của chúng ta. Chẳng phải quý vị không phải lo lắng rồi sao? Căn phòng này, hôm nay tôi ngồi đây thì nó là của tôi. Bước ra ngoài cổng thì nó không còn là của tôi nữa. Nên thường quán tưởng như vậy, thì quý vị có thể buông bỏ được. Buông bỏ rồi thì tâm thanh tịnh của quý vị hiện tiền. Khi tâm thanh tịnh hiện tiền thì không khó để tìm nhất niệm.
chắc chắn sẽ tìm được nhất niệm. Vậy nhất niệm là gì? Đó là chân tâm. Quý vị đã tìm lại được chính mình, tìm lại được tự tánh Phật của chính mình. Tự tánh Phật chính là Phật A-di-đà. Ai là người không phải A-di-đà Phật? Mỗi người đều là Phật A-di-đà. Phật A-di-đà là gì? Phiên danh từ này thành chữ Hán, quý vị sẽ hiểu ngay. Vô lượng giác. Tiếng Phạn, chữ A, dịch là vô. Di Đà là lượng. Vô lượng. Phật dịch là giác. Ai không phải là vô lượng giác? Mỗi người đều có. Phật A-di-đà không phải là một danh xưng để gọi riêng cho một ai, mà là của ba đời mười phương. Ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai, là thông hiệu của tất cả chư Phật. Tất cả các đức Phật đều có thể xưng Phật A-di-đà. Niệm một câu danh hiệu Phật, tức là niệm được A-di-đà Phật trong tự tánh. Nếu không thể bao dung, so đo tính toán, thì sẽ rất khó thực hiện. Tâm Bồ Đề của quý vị không thể phát được. Người xưa thường nói, lòng rộng thì phúc nhiều. Quý vị quả nhỏ mọn thì phúc không thể nhiều. Đại trí, đại huệ, đại phúc, đại đức, tất cả những thứ này vốn có sẵn trong tự tánh. Bây giờ trở thành như thế này đi. Không thể không tỉnh ngộ. Mê ngộ đều do một niệm. Niệm này là buông bỏ hay không thể buông bỏ? Không buông bỏ là mê, buông bỏ là ngộ. Giác ngộ thì trí huệ hiện tiền, đức năng hiện tiền, phước báo hiện tiền, đấy gọi là tự tại. Hầu như những người học Phật đều hiểu rõ. Tập khí nghiệp chướng của mình nặng nề, rất muốn tiêu trừ nghiệp chướng. Nhưng nguyên nhân tại sao nghiệp chướng không thể tiêu trừ? Vì mỗi niệm đều nhớ đến nghiệp chướng của mình, nhờ tập khí của mình. Vì thì tập khí nghiệp chướng của bản thân họ chỉ tăng thêm, chứ không thể tiêu trừ. Khi nào mới tiêu trừ? Lúc nào mình không nhớ nghĩ nữa, quên những thứ đó đi. Mỗi niệm đều nghĩ đến Phật A-di-đà. Chỉ nghĩ đến Phật A-di-đà thì tiêu được tội nặng trong 80 ức kiếp sinh tử. Không còn nghĩ đến nghiệp chướng nữa thì nghiệp chướng tự tiêu trừ. Đạo lý là ở chỗ này.
đến lúc cấp bách, đang gặp tai nạn, đang mang bệnh tật, luống cuống lật đật, quên cả vọng niệm, danh hiệu Phật cũng không nhớ. Lúc đó sẽ như thế nào? Mỗi niệm đều làm tăng thêm nghiệp chướng. Nên biết rằng mỗi niệm đều tăng thêm. Nói cách khác, mỗi niệm đều đến gần với ác báo. Vì sao vậy? Trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiền nói rất rõ, không có quả phúc, tất cả đều do mình tự chuốc lấy. Trong kinh Đức Phật dạy, đến lúc đó thì quên sạch. Cả đời học Phật đến lúc đó không lợi ích gì, chỉ có phiền não nổi lên. Đến lúc đó còn oán hận trời đất, thậm chí oán hận cả Phật Bồ Tát. Tội nghiệp càng nặng thêm. Tội chướng lúc đó biến thành nghiệp địa ngục vô gian. Những người đệ tử của Phật do không thấu hiểu kinh điển, hộ trì Phật pháp nhưng lại kể công, sao lại gặp nhiều tai nạn thế này? Hay Phật Bồ Tát không linh, Phật Bồ Tát không phù hộ mình? Đây là do không thông hiểu nên không lý giải được giáo pháp. Trong kinh điển xác thực, chư Phật Bồ Tát có thể cứu độ tất cả chúng sanh, lìa khổ được vui. Nhưng chúng sanh đã hiểu sai những lời dạy trong kinh điển. Tự mình đem tai nạn đến cho mình, mà lại oán trách trời đất. Làm sao như thế được? Phật có dạy quý vị làm thế đâu. Ngài dạy chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng, hóa giải tai nạn, dạy chúng ta buông bỏ, dạy chúng ta bố thí. Bố thí là buông bỏ, bố thí là xả. Xả điều gì? Xả bỏ tai nạn. Xả bỏ sinh tử, xả bỏ bệnh tật, xả bỏ lục đạo luân hồi, xả bỏ mười pháp giới, thì quý vị sẽ thành Phật. Mỗi niệm quý vị không buông bỏ được thì phiền não càng lớn. Thật sự luân hồi là thứ rất đáng sợ. Nếu quý vị thấu hiểu được luân hồi thì quý vị biết luân hồi là một chiếc bánh tròn. Cuộc đời mỗi con người, bất luận có mối quan hệ tốt như thế nào, thì chuyển kiếp cũng không còn nhớ nữa. Có thể đều điên đảo. Ông bà tổ tiên nhiều đời có thể trở lại làm con cháu của chúng ta,
Đó là trường hợp rất thường gặp. Thậm chí tạo nghiệp ác, họ còn đọa lạc làm súc sinh, làm vật nuôi trong nhà quý vị. Mắt phàm chúng ta không thể nhận biết được. Vì thị oan oan tương bao trong sáu đường không lúc nào ngưng, đời đời kiếp kiếp phải gánh chịu. Làm thế nào vượt ra được? Làm sao thoát ra được? Trong rất nhiều pháp môn thì pháp môn tịnh độ là thù thắng. Tuyệt vời nhất là một câu danh hiệu có thể giải quyết tất cả những vấn đề này. Tại sao chúng ta không niệm? Tại sao chúng ta niệm lục đạo luân hồi? Nói cho quý vị rõ, tất cả các tạp niệm đều là luân hồi trong sáu đường. Có thể gọi không thể tìm thấy chánh niệm trong thế gian này. Chánh niệm trở thành hữu danh vô thực. Xã hội hiện nay niệm danh hiệu Phật A Di Đà là chánh niệm. Ngoài niệm này ra không có một chánh niệm thứ hai. Ngày xưa còn, chứ bây giờ không có nữa. Quý vị hãy để ý xem xét, thể nghiệm. Khi không niệm Phật, tâm ta sẽ nghĩ đến thứ gì, nhớ cái gì? Quý vị cố gắng suy nghĩ thật kỹ những thứ quý vị nghĩ, nhớ tương ứng với thứ nào. Đã hiểu được chưa? Mỗi niệm đều là luân hồi, mỗi niệm đều nghĩ đến những ân oán trong sáu đường, quả báo đắp đổi. Quý vị chỉ nghĩ được chừng đó. Sức mạnh này rất hùng dũng, vì thời gian nghĩ đến những thứ này của quý vị khá nhiều, mà thời gian niệm Phật không được bao nhiêu, danh hiệu Phật không địch nổi nghiệp lực. Đây là điều chứng minh tại sao công phu của chúng ta không đắc lực. Đến cuối đời quan niệm tổ ngã bệnh, sáu tháng trước khi mất, mỗi ngày ông niệm 14 dạng danh hiệu Phật, nỗ lực niệm Phật, buông bỏ tất cả. Trong thời gian nửa năm đó, ông đã giảng sanh. Một người có đức độ, có tâm tu hành như thế, đến cuối đời vẫn nỗ lực không ngừng. Mới được giảng sanh. Huống gì những người phàm phu bình thường. Ông là một tấm gương cho tất cả những người bình thường như chúng ta. Có thể nói khoảng thời gian 6 tháng cuối đời,
180 ngày đã đủ để buông bỏ tất cả, một lòng chuyên niệm thì chắc chắn sẽ được giảng sanh. Tấm gương đó đã chứng minh cho chúng ta. Vì thế một niệm tâm thanh tịnh nhất định được nuôi lớn trong hàng ngày. Cần phải nuôi dưỡng buông bỏ tất cả. Tôi cũng đã nói nhiều lần, cảnh tỉnh những người cùng tu. Tiền tài mang trên người là của chúng ta, không mang theo người thì không phải là của chúng ta. Đừng nên mang theo trong lòng. Áo quần mang trên người là của chúng ta, không mang trên người là không phải của chúng ta. Chẳng phải quý vị không phải lo lắng rồi sao? Căn phòng này hôm nay tôi ngồi đây thì nó là của tôi. Bước ra ngoài cổng thì nó không còn là của tôi nữa. Nên thường quán tưởng như vậy thì quý vị có thể buông bỏ được. Buông bỏ rồi thì tâm thanh tịnh của quý vị hiện tiền. Khi tâm thanh tịnh hiện tiền thì không khó để tìm nhất niệm. Chắc chắn sẽ tìm được nhất niệm. Vậy nhất niệm là gì? Đó là chân tâm. Quý vị đã tìm lại được chính mình, tìm lại được tự tánh Phật của chính mình. Tự tánh Phật chính là Phật A-di-đà. Ai là người không phải A-di-đà Phật? Mỗi người đều là Phật A-di-đà. Phật A-di-đà là gì? Phiên danh từ này thành chữ Hán, quý vị sẽ hiểu ngay. Vô lượng giác. Tiếng Phạn, chữ A, dịch là vô. Di-đà là lượng. Vô lượng. Phật dịch là giác. Ai không phải là vô lượng giác? Mỗi người đều có. Phật A-di-đà không phải là một danh xưng để gọi riêng cho một ai, mà là của ba đời mười phương. Ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai, là thông hiệu của tất cả chư Phật. Tất cả các đức Phật đều có thể xưng Phật A-di-đà. Niệm một câu danh hiệu Phật, tức là niệm được A-di-đà Phật trong tự tánh.